2020. Và chúng ta ở đây là những viên kim cương lấp lánh cùng với Amway ạ. Giơ tay lên. AMW to the A to the Y, chúng ta khẳng định thương hiệu đến một tương lai trên sàn đấu cái tên gọi là thương mại. Vị thế của chúng ta luôn luôn bất bại. Con đường nhiều gian nan làm đôi khi cho thêm nhiều nghĩ suy, đổi mới thêm tư duy, kiên trì hành động dù có vất vả, chúng ta nhận được kết quả luôn là hết ý. Xuất hiện với một diện mạo mới, nhiệt huyết chúng ta không nghỉ ngơi. Thay đổi thì mới thành công, mà muốn thành công thì thôi đẩy cái sự thay đổi. Mục tiêu không ngừng kiến tạo để có sự sáng tạo, chúng ta là những quả pháo dâng trào cả sự bùng nổ, lẽ lọt tới các phố bay thẳng tới những vì sao. Thay đổi để kiến tạo, tạo bạo để thành công, nỗ lực thành cái mà toàn sáng cùng áo quay. Chinh phục đỉnh cao luôn có gian nan và thách thức, chúng ta phải hành động right now, kiên trì nhẫn nại đó là công thức. Khó khăn cho ta thêm sự cứng rắn, sai lầm cho ta thêm sự đúng đắn. Amway sẽ đồng hành cho ta thấy được mục tiêu và đích đến thành công là chắc chắn. Nỗ lực trở thành viên kim cương, giá trị của ta là kim cương. Muốn thành công thì đừng sợ vấp ngã, đứng dậy khẳng định ta không hề tầm thường. Tiến lên đi, cần gì mà đợi chờ, mục tiêu chúng ta lấp lánh và rực rỡ. Only Amway là sự đổi mới trẻ trung, hiện đại và bắt nhịp hợp thời. Chúng ta hãy cùng nhau hăng say, tìm kiếm mục tiêu cùng chung tay. Kể với nhau là sức mạnh, chúng ta luôn vững mạnh. Go Amway, go Diamond. Chúng ta hãy cùng nhau hăng say, tìm kiếm mục tiêu cùng chung tay. Kể với nhau là sức mạnh, chúng ta luôn vững mạnh. Go Amway, go Diamond. Thay đổi để kiến tạo, tạo bạo để thành công. Rồi tôi thấy mọi người, mình thành mọi người đâu ạ?